Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Là một người trung thực trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan Câu chuyện thứ 8 Sức mạnh của sự trung thực George Shaw, tỷ phú bất động sản nổi tiếng thế giới đang say sưa kể về những câu chuyện trước đây của mình trong đó có câu chuyện kể về sự việc xảy ra khi ông mới chập chững bước chân vào giới bất động sản Nội dung câu chuyện như sau Hồi đó, ông đứng ra môi giới bán một căn nhà chủ nhà nói với ông rằng căn nhà này khung rất chắc chắn nhưng trên mái thì đã xuống cấp cần phải tu sửa lại khách hàng đầu tiên mà rót do đã đi xem nhà là một đôi vợ chồng trẻ họ nói tài chính có hạn rất sợ phát sinh lầy nọ nên muốn tìm một căn nhà không phải sửa chữa gì sau khi về ở sau khi xem căn nhà họ cảm thấy khá ưng vì vị trí gần trung tâm họ muốn mua ngay căn nhà đó lúc này Rothschild thành thật nói với họ rằng nếu mua căn nhà này họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để sửa chữa phần mái ông biết nói ra điều này là vô cùng nhạy cảm cuộc mua bán có thể đổ bể vì sự thật này quả nhiên đúng là như vậy đôi vợ chồng nghe xong liền quyết định không mua căn nhà đó nữa một tuần sau rosro được biết họ đã nhờ một người môi giới của một văn phòng bất động sản khác và bỏ ra số tiền ít hơn để mua một căn nhà tương tự căn nhà mà anh đã giới thiệu ông chủ vô cùng tức giận khi biết cuộc mua bán của rosro đổ bẻ và rơi vào tay công ty khác ông gọi rosro đến phòng tra hỏi nguyên nhân ông chủ rất không hài lòng với những lời giải thích của rosro ông cho rằng rosro đã quá bận tâm đến điều kiện kinh tế của đôi vợ chồng kia họ không hề hỏi câu tình hình mái nhà ông chủ quát lớn cậu không có trách nhiệm phải nói ra sự thật đó cậu quá ngu ngốc cậu đã làm hỏng việc rồi đấy dứt lời ông lập tức ra sa thải rosro nếu là một người khác chắc hẳn lúc đó rosro sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc khi nói ra sự thật với đôi vợ chồng đó. Tại sao mình lại phải no nắng cho người khác làm gì cơ chứ? Mình sẽ không được phép phạm phải sai lầm này bất kỳ một lần nào nữa. Thế nhưng từ bé, Rossro đã cho, được dạy rằng phải trung thực, không được nói dối người khác. Bố thường nói với ông rằng, con bắt tay với người ta coi như là đã ký hợp đồng, lời nói của con phải được thực hiện. Nếu con muốn làm ăn lâu dài, con phải trung thực với mọi người. Vậy nên, Ross luôn xem trọng nhân cách, chứ không phải tiền. Lúc đó, ông cũng rất muốn bán căn nhà đó, nhưng ông quyết tâm. Không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất danh dự của mình, cho dù là mất việc, ông tin rằng chỉ có một nguyên tắc làm việc duy nhất, đó là đề cao sự trung thực. George vay một vụ món tiền của một người họ hàng rồi chuyển đến california tại đây ông mở một căn phòng bất động sản nhỏ vài năm sau ông trở lên nổi tiếng bởi sự trung thực và thật thà của mình sự thật thà đôi khi khiến ông mất đi không ít thương vụ nhưng đổi lại mọi người ai ai cũng biết ông là một người đáng tin cậy sau này ông ngày một ăn lên làm ra mở văn phòng bất động sản trên khắp cả nước và đã trở thành chủ tịch công ty bất động sản lớn thứ ba nước Mỹ. Các bạn à, qua câu chuyện trên, các bạn học được điều gì? Sự trung thực là phẩm chất mà một số người không có hoặc còn đang thiếu. Mọi người thường hay bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy và để mất đi cái lợi thật sự sau này. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.